Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Vương Đình Huệ. Vào hôm 16 tháng 5 năm 2020 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức. Nhưng cử tri đến dự thì bị ngăn chặn không cho vào. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video clip ngắn được trích đoạn từ livestream của chị Trần Thị Thu Thủy Facebook Nguyễn Trần Công để biết về thực trạng tệ hại của các quan chức cấp cao nhà cầm quyền Việt Nam và trong đó có cả những ủy viên Bộ Chính trị như vậy. Chào cả nhà nhá. Bây giờ là mình đang ở trên chỗ Ủy ban dân. Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và Hội đồng dân huyện Hoài Đức nhá. Hôm nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ có tiếp xúc cử tri ở đây. Tuy nhiên là các lực lượng công an và các cái đơn vị chấp pháp ở đây là đeo khẩu trang và không cho người dân chúng tôi vào được tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức hôm nay nhá. Bà con chia sẻ cho tôi. Đề nghị các anh các chị công an đây cho tôi hỏi là vì sao mà chúng tôi không được vào để tiếp xúc cử tri đối với việc mà Bí thư Vương Đình Huệ hôm nay tiếp xúc tại đây. Anh chị nào có trách nhiệm thì ra trả lời cho tôi câu hỏi này. Đây là trụ sở của Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, không phải nhà của các anh các chị. Có thông báo tiếp xúc cử tri ở đây của Bí thư Thành ủy thì người dân chúng tôi hộ khẩu Hà Nội và có bức xúc ở đây mới vào đây để xin gặp và tiếp xúc cử tri. Vậy thì tại sao ở đây tất cả các anh các chị lại là các anh định làm gì đấy ạ? Hả? Tại sao lại không cho chúng tôi vào? Cứ để cho nó lục đi. Tại sao cho không cho chúng tôi vào? Cứ để cho thằng nào lục đi. Không, cứ để cho thằng nào lục đi. Cứ để cho thằng nào lục đi. Đây là một buổi tiếp xúc cử tri công khai, tại sao không cho dân chúng tôi vào? Tôi xin hỏi các anh là hôm nay hả? Đây là toàn bộ những người dân đây, dân có an mới đến xin để tiếp xúc. Ai trả lời tôi biết rồi con đây ạ. Đây những các chị rất là văn bản đi. Tôi nhá, hiện tại đang ở Ủy ban Nhân dân huyện, nơi mà Bí thư Thành ủy là mới nhận chức Vương Đình Huệ có buổi tiếp xúc cử tri ở đây. Tuy nhiên mà là lực lượng chấp pháp ở đây ngăn cản không cho người dân chúng tôi vào. Cũng giống như ngày 11 tháng 5 phiên tòa xử chị Huệ Như công khai tại Tòa án dân huyện Sóc Sơn đã đổ hàng nghìn người công an và mặc thường phục đeo khẩu trang ra để ngăn không cho người dân chúng tôi vào tiếp xúc cũng như là vào dự tòa. Thì bây giờ cho chúng tôi biết ai có trách nhiệm ở đây trả lời cho chúng tôi vì sao không cho dân vào để tiếp xúc của chị. Ai là người chị mong cộng đồng chia sẻ. Cái gì? Chúng tôi đang hỏi phản nào? Ai ký quyết định cấm ngăn cản chúng tôi, không thấy ai trả lời. Cái gì? Cả chúng tôi ngồi quỳ. Định lè biệt cái gì? Chứ để dân như thế này là không thể được. Dân chết đói chết khát cũng vì những người làm sai đây. Thì dân mới phải như thế này. Không làm gì dân khổ đến mức độ như thế này. Các bạn nhìn nhá, toàn những gương mặt ưu tú nhá, ăn cơm dân, mặc áo dân nhá, đối xử với dân như vậy à? Hôm nay là buổi tiếp xúc công khai, có cái chỗ nào bảng nào cấm ở đây đâu? Hả? Có cái bảng nào cấm ở đây đâu, làm sao? Chủ tịch huyện Hoài Đức, hôm qua là tôi anh chị đã giải thích rồi. Đây là do anh chị không theo điều 71. Anh chị sao có thể lấy anh chị không tiếp mà không tiếp ở đây thì bên kia có không, chúng tôi đi nhiều rồi. À, thưa với anh rằng cái văn bản của tôi xin tiếp xúc nhá. Sao không tiếp xúc chị? Anh ơi, bên kia là tiếp dân, anh ạ, còn đây là tiếp xúc cử tri, anh đừng nhầm lẫn như vậy nhá. Bây giờ có cái này tiếp xúc gì? Tiếp dân tôi tiếp 4 năm nay rồi, đã giải quyết được vấn đề của chúng tôi chưa? Anh có cái chức vụ gì đây nhỉ? Anh có cái chức vụ gì? Bà đi, đi cho con cái cặp nhá. Bà chú ý hộ con cái cặp, không là nó bỏ ma túy vào đấy. Tôi không đuổi ông. Không phải ra đuổi, mà không cấm dân, cái lệnh cấm dân này đấy. Ai là người cấm? Tôi đang nói chuyện. Người ta livestream không có quyền hành gì cả. Không cướp được máy đâu. Mà nói thật không cướp được máy đâu. Tôi không cướp được máy, ta đấy. Đấy, ở bên kia cách đây mấy bước chân thôi là trụ sở tiếp dân của Ủy ban dân huyện. Chúng tôi không tiếp dân, chúng tôi không tiếp Ủy ban dân huyện nữa. Ủy ban Nhân dân huyện này, Ủy ban Nhân dân huyện này nhá, rất nhiều lần rồi, mấy năm nay trời rồi, không giải quyết cho người dân chúng tôi. Ở đây hôm nay là tiếp của Bí thư Thành ủy thì chúng tôi mới lặn lội đường xa đến đây để xin tiếp nhá.
bây giờ đơn thư của em rất nhiều. Đây là đại biểu Quốc hội, là đại diện cho ai? Đại diện cho cơ quan, cho cơ quan công quyền hay là đại diện cho ai? Làm gì? Hả? Cứ quay đi, cứ quay đi. Đại diện cho ai? Tao bảo vệ cho. Thay đâu tao chịu trách nhiệm. Cứ quay đi. Thằng nào đụng vào tao chịu trách nhiệm. Nào, ok. Ok. Một mình cháu ở phiên tòa, nghìn người cháu còn không sợ nữa là. Cho người dân, đến người dân, cơ tháo ra rồi, 5 cơ người không có nhà hồn, mình đợi kiểu đất. Dân vào, đấy, có thế rồi. Dân vào nhá. Đây nhá. Dân khinh đến nói nước người ta còn không cần, không thèm uống. Nhục thế đây các bạn ạ. Đây là những một số đảng viên hơi bị chắc đang vì cái túi riêng của chúng nó lịnh bợ những kẻ nào, ôm chân những kẻ nào, ôm giái những kẻ nào để hại dân bán nước ở tại huyện Hoài Đức. Những thằng nào đó ra mặt đi. Mày kiểm tra xem thằng này là thằng nào. Rồi về tao báo tao nhá. Người thôi đi. Cảm ơn ông đất này cũng bắn hai cái bộ về. 7-8 người xã ra nhá. Làm việc mà trước sau bảo thu hồi quản lý cho thuê mà nó vẫn không quản lý, không thu hồi, không cho thuê, nó vẫn cứ ngoài này. À anh ơi, anh đừng lấy nước cả vú lấp miệng ông như vậy. Cho cháu đứng, cháu quay cho. Tay em đứng, em quay cho. Bảy nhảy dã man. Nhiều chưa? Nhiều like chưa? Sắp gần 1000 like rồi. Không cần thiết. Được chưa? Đây là nói tao các bạn nhé, đây là vì dân nhé, không vì nhà tôi nhé. Đây là lấn chiếm đất của dân. Tôi hỏi từ khóa chủ tịch luôn nhé. Lý Văn Chiểu, một khóa là 5 năm. Vương Thị Lan, một khóa 5 năm. Vương Tất Cân, hai khóa 10 năm. Nguyễn Văn Thủy, một khóa 5 năm. Đây hả? Rất là chi là bảy nhảy. Không thể chấp nhận được. Có biết cái đất này như nào không? Đất để hoài. Hơi đâu mà phải nhục thế? Hơi đâu mà phải nhục thế? Tôi bảo ông về đâu, ông về đâu, ông là đó. Ai là mặc tôi? Hóa thần linh quy phải quy, cái thằng Huệ là cái gì mà phải quy? Không quy thì phải quy nhục mà thế? Kể cả ông tướng ở trong này bây giờ ra đông nhà nhiều do phép nhà định cướp điện thoại tôi à? Hả? Nhiều thế nhở? À, định cướp điện thoại tôi à? Quanh tôi phải 20 đồng chí đấy nhở, 20-30 đồng chí nhở, đẹp mặt. Vui thật. Đông chưa? Trước sau? Trên dưới? À đây là đông chưa? Đông chưa? Định làm gì? Hả? Định cướp điện thoại tôi à? Này, các bạn nhìn này, bắt đầu đổ ra hàng trăm người nhá. Đây, đổ ra hàng trăm người này. Nhìn thấy chưa? Này, này, kinh chưa? Đông dã man chưa? Này, ôi. Này, kinh chưa? Các bạn nhìn nhá. Các bạn chia sẻ cho tôi. Chia sẻ và giao lưu luôn sang YouTube cho tôi nhá. Nhá. Ồ ôi. Đông thế. Này, mọi người nhìn thấy nhá, xung quanh tôi chục hàng trăm người. Đây. Nhìn thấy chưa? Đông chưa? Ôi. Mời chị ra tiếp dân. Phòng tiếp dân. Mời chị vào. Phòng tiếp dân ở đâu? Đấy thì chị cứ đi. Rồi. Ở đây có phải phòng tiếp dân đâu, anh bị nhầm mà đây là vỉa hè đấy chứ. Anh đừng đụng tôi. Không ai đụng chị đâu. Anh đừng đụng tôi nhá. Ai đụng chị đâu. Đây phòng tiếp dân à? Đây là Covid sao các anh lại dồn người dân một đống vào trông như dồn những cái người rẻ rách thế kia hả? Sao lại dồn nén vào đụng dân như thế kia? Này nhìn nó này, đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đang dồn nén đụng nó đụng đẩy dân như thế này này. Đây thấy chưa? Đây các bạn nhìn đây, tiếp xúc cử tri ở buổi tiếp xúc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đây. Đây các
chuyện gì nó xảy ra? Nó đang có chuyện gì ở cái trên đất nước này đây? Các bạn xem nhá, các bạn xem, các bạn chia sẻ nhá. Đây, đủ người một đống. Có mệt quá. Một đống lúc nhúc này, chen vào người dân này, đùn đẩy người dân này, kìa, úi dồi ôi. Sao vậy? Ơ, đây này, sao vậy cô? Nó đùn không ạ? À? Này, đừng, này, đừng có cướp điện thoại tôi nha. Ông ơi, cướp cái gì? Anh đâu, anh mở ra. Này, anh đâu, tôi em đừng có trách nha. Mẹ tôi ra đứng giữa đường, anh đi làm gì? Anh định làm gì? Hả, có điện thoại tôi à? Anh đùn tôi ngay à? Hả, anh mở tôi ra, anh đùn tôi làm gì? Ai cướp cái gì? Anh mở tôi ra, đùn tôi làm gì? Làm việc. Cản đường 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 hả? Bỏ tay tao ra, lên đây đây, hả? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Thời báo.de vào ngày thứ Ba, 19 tháng 5 năm 2020 với bản tin buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Vương Đình Huệ. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de